Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Thủ Bóng Đá. Kính thưa quý vị, như trong bản tin buổi sáng hôm nay chúng tôi có đưa thì đã có một cái phát biểu có thể nói rằng chấn động từ bà trưởng đoàn của Liên đoàn Bóng Đá Thái Lan, đó là bà Lam San. Bà này nó có chia sẻ rằng đó là đội tuyển Việt Nam, những cầu thủ của chúng ta chơi quá rắn, quá rát, chơi vô cùng thô bạo và tiểu xảo. Và cái điều này tôi nghĩ rằng không chỉ có là các cầu thủ viên của Việt Nam chúng ta cảm thấy sốc và cảm thấy bất ngờ, mà tôi nghĩ rằng là các cầu thủ viên trên khắp Đông Nam Á, khắp cả thế giới nữa, họ cũng cảm thấy bất ngờ với sốc với cú phát biểu như thế này. Và có lẽ rằng bà ta đang nhắm đến cái hình ảnh mà trung vệ đội trưởng của chúng ta có một cú sút vào tay của cầu thủ bên phía đội tuyển Thái Lan sau khi mà trung vệ đội trưởng chúng ta chứng kiến đồng đội của mình, đó là Quang Hải, bị cầu thủ Theraton Bumathan có một cái húc cùi chỏ vào mặt. Mà thế là bà Lam San của Thái Lan, bà cho rằng là chúng ta chơi tiểu xảo và chơi thô bạo. Với cái thú vị, nếu mà đặt vào tình cảnh của chúng ta, và có lẽ rằng bản thân của tôi cũng thế thôi, khi mà nếu mà nhìn thấy mà cầu thủ đồng đội của mình ăn một cái cú cùi chỏ như vậy mà trọng tài biên đứng cách đó chắc chỉ khoảng vài mét thôi, tôi nghĩ chắc chỉ vài mét, tại vì cái thời điểm đó là ngay sát cái cột cờ mà, chứ nếu mà cách cột cờ thì đương nhiên là trọng tài biên phải đứng ở đấy rồi. Và có lẽ rằng tôi không nghĩ rằng là ông ta lại không nhìn thấy tình huống đó, có lẽ chỉ có bị mù thì mới không nhìn thấy thôi, quá gần đúng không ạ. Mà ngay cả trung vệ đội trưởng của chúng ta Quế Hoài đứng ở khu vực giữa sân, và thậm chí là ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam đứng ở khu vực giữa sân, chúng ta đều nhìn thấy một cái tình huống quá rõ ràng như vậy. Thế nhưng trọng tài thậm chí không cất còi nhé, không thổi phạt, chứ không phải nói đến là một cái thẻ vàng hay gì đó cả. Thế thì trong cái tình huống nếu như là chúng ta là trung vệ đội trưởng Quế Hoài và thấy đồng đội chúng ta như vậy, và một cái quyết định có thể nói rằng là không thể chấp nhận được tới từ cầu thủ Bumathan và tới từ các ông trọng tài, thì chúng ta sẽ như thế nào? Thực sự lúc đấy chúng ta nhìn thấy rằng là Quế Hoài tức lắm rồi, bực lắm rồi. Và tôi nghĩ rằng là chỉ chậm tí nữa thôi, nếu mà ông Pouncer không đưa ra, không đi ra để mà cản trung vệ đội trưởng chúng ta, có khi là cả cái đấm vào mồm của ông Pukin rồi, và có khi là rụng răng. Và khi đó thì chắc có lẽ rằng là chúng ta sẽ phải mất đi trung vệ đội trưởng của Quế Hoài trong trận đấu vào lượt bán kết lượt về, bởi chắc chắn như vậy sẽ ăn một chiếc thẻ đỏ. Nhưng quả thực thì không phải là chúng tôi cổ suý cho những hành động như vậy đâu, nhưng với chúng ta chứng kiến những gì mà đã diễn ra trên sân như vậy, và là một đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, và trong một trận đấu phải nói rằng quá căng thẳng, một trận đấu mà tôi nghĩ rằng là không chỉ là của bóng đá Đông Nam Á, không chỉ hai nước Việt Nam và Thái Lan người ta để ý đến đâu, mà khắp Đông Nam Á này và thậm chí là cả châu Á nữa, người ta cũng để ý và quan tâm đến một trận đấu được coi là cái vùng trũng của bóng đá Việt Nam với hai đại diện ưu tú nhất, đó là Thái Lan và Việt Nam, thì đương nhiên là rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới. Và đặc biệt là trong những thời gian vừa qua thì những quyết định của trọng tài thậm chí là bị rất nhiều những tờ báo, và đặc biệt đây là báo Hàn Quốc và kể cả là báo Nhật Bản nữa, họ cũng coi rằng đây là một trận đấu quá xấu hổ dành cho bóng đá của vùng trũng Đông Nam Á. Không phải xấu hổ vì trận đấu chúng ta thi đấu không hay, mà rõ ràng trận đấu nó rất hay rồi, rất quyết liệt rồi, nhưng cái sự xấu hổ ở đây và cái người ta gọi là làm chết đi bóng đá ở đây chính là những ông trọng tài. Những ông trọng tài đã phá hỏng tất cả mọi thứ trong trận đấu vừa qua, một trận đấu mà được coi là một trận đấu siêu kinh điển giữa bóng đá hai nước Việt Nam và Thái Lan, một trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á. Và chúng tôi nghĩ rằng khi đó mà trung vệ đội trưởng của chúng ta có đấm luôn gồng Pukin khi bóng lao ra như này, thì tôi nghĩ rằng là các cầu thủ Việt Nam chúng ta cũng không quá tức giận với cả trung vệ đội trưởng đâu. Anh ấy đã làm rất tốt cái công việc của mình rồi, và đó chính là việc bảo vệ những cầu thủ của mình. Và người ta hay nói rằng là để đối đầu với những cái ác như này thì chúng ta cũng không thể hiền được, đúng không ạ? Bác Hồ cũng đã nói rồi, khi đấu tranh với quân thù thì chúng ta cũng không thể nhẹ nhàng được, chúng ta cũng phải dùng bạo lực, dùng vũ khí để chúng ta chống lại quân thù, không thể nhỏ nhẹ được. Chúng ta càng lùi lại thì quân địch càng lấn tới, và như vậy chúng ta càng thua thiệt mà thôi. Và tôi nghĩ rằng với cái hành động của trung vệ đội trưởng Quốc Hải, anh ấy cho thấy được cái bản lĩnh của mình. Đương nhiên thì vẫn có những người chê trách rằng là tại sao không giữ được bình tĩnh, và bóng đó ban thẻ đỏ thì làm sao. Thế nhưng thực sự là nếu đặt hoàn cảnh của trung vệ đội trưởng Quế Hồng Hải thì tôi có lẽ rằng tôi cũng lao vào tôi ăn thua đủ luôn, ăn cái thẻ đỏ cũng được. Bởi thực tế là bóng đá chuyên nghiệp, kể cả giải Ngoại hạng Anh, rất nhiều những cầu thủ là đội trưởng của những câu lạc bộ như là MU, như là Eric Cantona, thậm chí còn có một cú xông pha đạp thẳng vào một cái cổ động viên ở bên hành lang, vì pha bóng đó dường như là cổ động viên này đang quá trêu tức. Và đó là một cái điều mà khiến cho cái cầu thủ của MU khi đó, tôi không nhớ không nhầm, là bị treo giò tới tận 8 trận. Thế nhưng sau đó thì anh chàng này vẫn nói rằng là anh không hề có bất cứ một cái gì gọi là ân hận cả, mà thậm chí là nếu mà được làm lại thì anh ta còn đạp mạnh hơn.
Còn thực trong một trận đấu mà chúng ta bị o ép quá nhiều như thế này, thứ nhất là may mắn là không đứng về phía ta rồi, và cũng với đó là một số những tình huống chúng ta phải nhận bàn thua nó quá đau, nó quá bất ngờ. Và quan trọng bậc nhất nữa là trọng tài đã có những quy định sai lầm. Thì chúng ta có lẽ đặt trong trường hợp như Quế Hoài thì tôi nghĩ rằng đa số chúng ta cũng sẽ hành xử như vậy mà thôi. Và với những người tôi đọc có khi còn thậm chí là lao vào bàn thua luôn, chứ không phải đợi đến khi mà huấn luyện viên Bowser lao vào mà can ngăn. Khi đó tôi thấy rằng ánh mắt của trung vệ đội trưởng và Quế Hoài nó giống như hai hòn lửa vậy. Và có lẽ chậm một chút thôi, tôi nghĩ rằng là diễn biến nó sẽ căng thẳng hơn rất nhiều. Nhưng dù sao chăng nữa thì rõ ràng để chúng ta chống lại với những cái thế lực đèn tối ở đây, và đó chính xác chính là vị trọng tài. Có lẽ ông ta đã ngậm rất nhiều tiền rồi và đã có những quyết định thực sự là khó mà chấp nhận. Và trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi nhận được một cái thông tin khá bất ngờ. Đã là ông trọng tài này, việc sửa ép đội tuyển Việt Nam đã phải nghỉ cầm còi tại phút 120. Theo đó thì ông trọng tài Oda Sauriari đã thông báo là lên đường trở lại Qatar vào hôm nay. Và như vậy là ông trọng tài này sẽ không còn làm nhiệm vụ tại phút 120 nữa. Thế nhưng theo chúng tôi thì đây là một cái điều gì đó nó vẫn chưa thực sự ổn một chút nào, vẫn chưa có một sự minh bạch một chút nào. Ông này rời Singapore, không được tiếp tục cầm còi, thì liệu chăng đó đã là một cái án xử công bằng cho đội tuyển Việt Nam hay chưa? Hay đó là một án xử dành cho ông này hay chưa? Thực sự nếu chỉ là việc rời giải không cầm còi nữa là quá nhẹ nhàng. Với một cái bình tiền to, đô la, chất đầy túi rồi thì việc rời giải này nhẹ nhàng quá. Cầm vài chục tỷ sau đó rời nhẹ nhàng rời giải như thế này và coi như không có chuyện gì xảy ra như thế này thì tôi nghĩ là có lẽ là ông trọng tài nào sau này nếu mà có tiếp tục thì họ cũng bắt tiếp mà thôi. Tôi chưa thấy có bất cứ một án phạt nào dành cho ông này cả. Và có thể là những cái thông tin về việc là đình chỉ trọng tài hay là có những án phạt dành cho trọng tài là những án phạt kín, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Với một giải đấu mà hiện nay Thái Lan họ ngay từ đầu họ đã nói là họ phải bắt buộc phải thắng Việt Nam. Từ ông trưởng đoàn, từ ông chủ tịch, rồi đến các huấn luyện viên, rồi Chalathip, họ khẳng định chắc lịch rằng sẽ không thể thua Việt Nam được. Và cộng với những gì chúng ta đã nói với nhau thì quả thực là Thái Lan họ đã bất chấp tất cả mọi thứ để có thể là giành được chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Có vẻ như là quá cay cú sau những quãng thời gian mà liên tục phải lúc bóng Việt Nam. Bởi trước đây người Thái vẫn luôn cho rằng là đối với họ tại Đông Nam Á thì họ kể cả đá đội hình dự bị và khi ra sân đá đùa họ cũng thắng thôi. Thế nhưng gần đây 4 năm vừa qua dưới thời của Bowser thì bóng đá Thái Lan liên tục thất bại, nên họ đã muốn là bằng mọi giá để có thể chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Họ đã mang về rất nhiều những cầu thủ chất lượng nhất thi đấu tại Nhật Bản như là Theraton hay là Chalathip. Thậm chí những cái giải trước đây như vòng loại thứ hai, những cầu thủ này còn không về vì thời điểm đó có khi họ cũng nghĩ rằng là như vậy là đã đủ để cho Thái Lan có thể là tiến tới vòng loại thứ ba rồi, với việc là có ông Nishino, huấn luyện viên người Nhật Bản cũng rất thành công. Thế nhưng họ lại thất bại, thậm chí còn thua đau đớn trước cả đội tuyển Malaysia nữa. Vì vậy trong cái mùa giải năm nay chỉ là một mùa giải người ta coi rằng là giải vùng trũng của Đông Nam Á, một cái giải đấu mà người Thái Lan họ không quan tâm. Thế nhưng hiện nay thì họ đã làm tất cả mọi thứ để đánh bại đội tuyển Việt Nam chúng ta. Và chính người Thái Lan họ cũng đã có những sự phải trả giá cho chính cái bản thân của mình khi mà họ đã quá coi thường cái giải đấu như thế này. Mà chính vì họ coi thường giải đấu AFF Cup, họ mất chức vô địch vào tay của đội tuyển Việt Nam. Và khi đó thì họ đã đi xuống, cứ thế là đi xuống tới tận bây giờ. Vậy này có vẻ như là họ lại muốn quay lại với cái giải Đông Nam Á như thế này để lấy lại được cái niềm tin và lấy lại được cái vị thế số 1 của mình bằng mọi cách. Và sau đó thì có lẽ rằng họ muốn để cho chúng ta tin và phải chấp nhận rằng chúng ta không còn là số 1 Đông Nam Á nữa, mà chính người Thái Lan mới là số 1. Giống như gì mà chúng tôi đã phân tích trong bản tin trước, đó là Chalathip Songkhlaisin với một cú đá phạt đền vào giữa khung thành của đội tuyển Việt Nam. Và nếu pha bóng đó cậu ta thực hiện thành công thì cậu ta muốn khẳng định một điều rằng người Thái hiện nay quá tự tin để đối đầu Việt Nam rồi. Và may mắn là Nguyên Mạnh với bản lĩnh của mình đã giúp cho ông ta thoát được bàn thua trong cái tình huống này. Và tôi nghĩ rằng sự tự tin và ngạo mạn tới từ những cầu thủ bên phía đội tuyển Thái Lan và đặc biệt là cả liên đoàn bóng đá Thái Lan nữa, họ sẽ phải trả một cái giá cực đắt trong trận đấu sắp tới nếu chúng ta đã có được sự vào cuộc của VFF cũng như là VFF nói về công tác trọng tài. Và với sự tự tin và với những gì mà chúng ta đã phải trải qua, một nỗi đau rất lớn cho trận đấu vừa qua, chúng ta sẽ đánh bại đội tuyển Thái Lan mà thôi. Quý vị và các bạn có tin như vậy hay không? Hãy để lại một like và một bình luận ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tổng Đá nhé. Còn tới đây thì bản tin của Tổng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tổng Đá.